Vâng, xin chào quý khách nhé. Hiện tại là đang 6 giờ của ngày mùng 8 tháng 8 năm 2020. Và thì Đồ Gỗ Tục Tán trân trọng giới thiệu với quý vị là hiện tại là đang ở xã Sương Thịnh, và nhà anh Thuyết. Anh Thuyết ở khu này, khu mấy nhỉ? Khu 6, xã Sương Thịnh. Và để bàn giao cho anh một bộ sản phẩm phòng khách, đó là bộ ghế Tần Thị Hoàng chất liệu gỗ hương đá, hàng VIP và hàng siêu VIP, hàng chọn vân và gỗ dày đặn. Và anh đã đặt trực tiếp cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám tôi vào. Hiện tại tôi đang hoàn thiện và đang bàn giao tại nhà cho anh. Và đây, bộ bàn ghế này giới thiệu quý vị là gồm 6 món. Và một đoạn dài 2 ghế đơm là một bàn và hai đôi. Và chất liệu là gỗ hương đá. Và được chúng tôi làm là hoàn toàn là yếm liền, hoàn cốt liền và ván liền và chương và các phần tay ốc kia này là liền hết. Và đây là hàng siêu VIP, hàng dày dặn quý vị nhé. Đây, quý vị nào nhà nào mà có phòng khách tương tự như nhà anh Thuyết này, mà muốn tham khảo để kê một bộ sản phẩm như của nhà anh Thuyết này là rất phù hợp này. Một không gian nhà cấp 4. Và phòng khách này nó tương đương với khoảng độ 35 m². Và anh kê phòng khách này là rất đẹp. Đấy. Thế liệu cái đoạn dài này nó có kích thước dài là 2 m². Và ghế đơn là mỗi chiếc là rộng dài là 1 m và sâu là đều là 62 phân. Và cái bàn là có kích thước là 70 m². Và thì được, chúng tôi thi công trên nền gỗ là hương đá Nam Phi. Đây xin hình ảnh quý vị, đây là chiếc ghế dài nhá, để tôi chạm là cảnh tứ quý. Và ở giữa hình là có ba chữ phúc lộc thọ, đấy là chiếc ghế dài. Và chiếc ghế, hai chiếc ghế đơn là đục hai cái hình có hai chữ phú quý. Và còn là toàn cảnh là cảnh Tùng Trúc Cúc Ma, cảnh Sơn Hạ Thu Đông đấy, bốn mùa hoa nở đấy. Và rất là đẹp. Và thì đây anh quý vị, đây là anh Thuyết chủ nhà. Và hôm nay bàn giao bộ ghế cho anh, thì cho xin một cảm nhận là anh cảm thấy nó ưng ý không ạ? Và vâng, thì thay mặt cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám xin chân thành cảm ơn anh Thuyết, anh đã có lòng thiện chí và đã xuống tận cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám để đặt một bộ ghế như ý của anh, chất liệu gỗ hương đá và mẫu Tần Thủy Hòa gồm 6 món. Và hôm nay anh đã xuống ký duyệt phần mộc và anh kiểm tra rồi, và hôm nay đã hoàn thiện trở lên và anh đã rất là ưng ý. Và những lời ý kiến của anh rất chân thành, và xin chân thành cảm ơn anh và chúc anh và toàn thể gia đình mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Và xin chân cảm ơn anh và chúc mọi người mạnh khỏe nhé.